nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các thiếu nhi quý mến, hôm nay là ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm cũ âm lịch. Vì ngày Chúa Nhật tới sẽ là ngày mồng 2 Tết. Vậy ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm cũ, có lẽ tâm tình đầu tiên là tâm tình tạ ơn. Bởi vì bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ xuống trên cộng đoàn giáo xứ, trên mỗi gia đình, trên hội dòng và trên mỗi người chúng ta. Đồng thời với tâm tình tạ ơn là tâm tình thành tâm sám hối ăn năn. Bởi vì bao thiếu sót trong bổn phận, bởi vì bao bê trễ trong việc thờ phượng Chúa, bởi vì bao nhiêu điều tiêu cực mà suốt gần một năm qua chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và xúc phạm đến anh chị em chúng ta. Vì thế, hôm nay trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cũng như cầu sự bình an cho tất cả thế giới và cho mọi người, trước khi bước vào mầu nhiệm thánh lễ tạ ơn, chúng ta hãy thành tâm sám hối mọi lỗi lầm của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời lòng trên các thiên thần, các thầy và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lời con của Thiên
là chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa từ bên hữu đức Chúa Cha, xin thơ xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh. Chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin dù thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, vì ta được vinh danh nơi ngươi. Và bây giờ Chúa phán: Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ người, để đem gia cóp về cho người và quy tụ Israel quanh người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: Làm tôi tớ ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Gia Cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ơn cứu độ của ta tràn lan khắp địa cầu. Đó là lời Chúa. Con đã cậy trông, ở Chúa. Ngài đã nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tay con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội. Bây giờ con đã thưa, này con xin đến. Như trong quyển vàng đã chép về con, lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa và pháp luật Chúa ghi tận đây lòng con. Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực con đã chẳng ngậm môi. Lạy Chúa, Chúa biết rồi. Lạy Chúa,
Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Phaolô do thánh ý Chúa được kêu gọi làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô và Sôtene. Anh em chúng tôi kính chào hội thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp dân đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Này, tôi đã nói về Ngài, một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước. Và Gioan đã làm chứng rằng tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi đã không biết Ngài, nhưng đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi rằng: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy và tôi làm chứng rằng chính Ngài là Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các thiếu nhi quý mến, hôm nay nhân ngày Chúa Nhật cuối năm phụng vụ, cho phép con được xin chia sẻ hai điều đơn giản với cộng đoàn như thế này. Thứ nhất, những ngày cuối năm chúng ta phải suy nghĩ một cái điều có thể nó liên hệ tới thân phận đời người chúng ta, đó là thế gian không trường tồn. Những ngày cuối năm nên suy nghĩ về điều đó. Những ngày cuối năm chúng ta phải có một điều gì đó để gẫm suy: thế gian không trường tồn. Tại sao con nói điều đó? Thưa, nhìn lại gần 365 ngày của năm cũ, chúng ta thấy xảy ra rất nhiều sự kiện, nhiều biến cố trên thế giới, trên dân tộc Việt Nam, trên cộng đoàn, trên giáo xứ và trên mỗi gia đình chúng ta và trên mỗi người. Anh chị em thấy, thứ nhất, nếu nhìn trên thế giới, vừa rồi ở bên Iran có ông tướng Poroshenko đó bị tổng thống Donald Trump Hoa Kỳ giết chết. Rồi bây giờ trên Iran người ta bảo là sẽ có đứa con gái của ông tướng này bảo rằng ai mà lấy được cái đầu của tổng thống Donald Trump thì tôi sẽ cho 80 triệu đô la Mỹ. Anh chị em thấy một cái giá quá cao, một cái đầu tổng thống 80 triệu đô la Mỹ. Rồi lại đưa ra bao nhiêu chuyện khủng bố chỗ này chỗ kia và bảo rằng hễ 3.000 lính Mỹ tới ở Iran thì sẽ chở 3.000 quan tài trở về Hoa Kỳ, nghĩa là tới người nào chết người đó.
Cho nên anh chị em thấy nhiều chuyện trên thế giới lắm. Rồi ở quê nhà chúng ta này, anh chị em thấy rất là cận kề, bao nhiêu đám cưới vui vẻ, bao nhiêu đám tang, nhưng rồi tất cả đi vào quá khứ hết. Rồi có bao nhiêu chuyện vui này kia nọ khác, thăng quan tiến chức, nhưng hôm nay rồi cũng tàn phai cả. Muốn nhắc lại điều đó để nói lên rằng cuộc đời này nó sẽ qua đi hết. Trần gian này, thế gian không có trường tồn. Đấy. Và khi con người ý thức được rằng đời gian này chỉ là phù vân trên mọi phù vân, để từ đó chúng ta biết tìm điểm nương tựa, để từ đó chúng ta biết tìm cậy trông vào Chúa là nguồn tựa nương, là nơi vĩnh hằng, là điểm không bao giờ hư mất. Đấy, ngày cuối năm nên suy nghĩ điều đó. Còn nếu cuộc đời này mà cứ ri mỉ lẫn vơ, gọi là danh lạc thú, rồi tiền tài của cải nay còn mai mất, hoặc là làm quan, gọi là quan nhất thời dân vạn đại, không ăn thua gì, mà phải tìm một cái điểm quan trọng cho cuộc đời chúng ta. Nói như thế không có nghĩa là cuộc đời này phải lo mà kiếm làm ăn, lo kế sinh nhai, chứ không phải lười biếng ngồi đó rồi đi đánh bạc uống rượu, không phải, mà phải lo làm cuộc sống kế sinh nhai mỗi ngày. Nhưng đồng thời vừa lo lắng mà lại vừa biết cày trông phó thác đời mình trong bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, là người cha hằng yêu thương chúng ta. Đó là cái tâm tình cuối năm con muốn gửi tới cộng đoàn. Bởi vì những ngày tới con không còn có ra đây tiếp tục như hôm nay nữa, bởi vì con bận việc công việc này việc kia. Điều thứ hai là hôm nay chủ đề của thánh lễ là Thánh Gioan đã giới thiệu với cộng đoàn: đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Và trong thánh lễ, trước khi rước lễ, chúng ta cũng đọc cái câu này 3 lần: lạy Thiên Thiên Chúa, xin thương xót chúng con. Và cái câu cuối cùng: lạy Thiên Thiên Chúa, xin ban bình an cho chúng con. Rồi trước khi rước lễ, linh mục cầm bánh thánh giơ lên và cho cộng đoàn và ngài công bố: đây Thiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Bây giờ ví dụ có một người chưa có đạo, người ta nghe cái câu này trong thánh lễ, người ta hỏi: thưa ông trùm, thưa bác, thưa chị, thưa em cất nghĩa dùm tôi. Sao trong thánh lễ cái câu này đọc 3 lần mà linh mục đọc lên 1 lần nữa: phúc cho ai được tới mời dự tiệc Thiên Thiên Chúa, nghĩa là gì? Chúng ta có khả năng cất nghĩa cho người ta không? Đấy, anh chị em thấy cái câu đơn giản thôi, nhưng mà như thế này, muốn hiểu cái câu này này thì thứ nhất phải biết về Cựu Ước. Trong Cựu Ước anh chị em biết đó, là dân Do Thái tới cái ngày lễ xá tội và lễ đền tội, tiếng chuyên môn là La Fête Expiation, tiếng chuyên môn đó, là cái ngày lễ đền tội và xá tội, là được tha tội đó. Thì tất cả dân chúng tập họp lại, rồi vì tư tế bắt một con chiên, và tất cả tội lỗi của dân chúng đó được viết trên một cái tờ giấy. Rồi vì tư tế đó mới đặt tay trên đầu cái con chiên đó cùng với cái tờ giấy tội lỗi của dân chúng, để cái con chiên đó nó gánh lấy tất cả tội lỗi của cộng đoàn đó. Rồi sau đó con chiên đó họ đuổi nó đi vào trong sa mạc và nó chết ở trong đó, để nói lên rằng cái con chiên này nó gánh hết tất cả tội lỗi của cộng đoàn, khi vị tư tế đưa cái tờ giấy của tất cả cộng đoàn tội lỗi đó đổ bỏ lên trên cái đầu con chiên đó. Đó là thời Cựu Ước. Còn thời của dân Do Thái đó thì anh chị em biết
là dân Do Thái làm nô lệ bên Ai Cập. Cho nên vua Pharaoh ông độc ác lắm. Ông hành hại dân, ông bắt dân phải đi làm cực khổ, rồi bao nhiêu chuyện khó khăn. Cho nên Thiên Chúa nói là ta đã thấy dân ta quá đau khổ và ta đã nghe tiếng kêu van của dân ta. Ta phải ra tay để giải thoát dân ta. Mà giải thoát bằng cách thức nào? Không phải bằng súng đạn, không phải bằng đầu nguyên tử hạt nhân giống như là bên Hoa Kỳ đánh với Iran, rồi Iran bắn đầu bom nguyên tử. Không phải như thế. Mà Thiên Chúa giải thoát dân bằng cách ra lệnh cho ông Môi-sen: ngươi hãy truyền cho tất cả dân Do Thái, mỗi gia đình hãy giết một con chiên, rồi lấy máu con chiên bôi lên cái thành cửa đây này, đây các cửa đó, bôi lên đó. Tối hôm lễ vượt qua, ta sẽ có thần tru diệt đi qua tất cả các nhà. Nhà nào có máu bôi lên thì thần tru diệt sẽ biết rằng đó là dân Chúa chọn, thì thần tru diệt sẽ không hãm hại. Còn nhà nào không có máu chiên bôi lên thì thần tru diệt sẽ giết các con đầu lòng và các con vật đầu đàn sẽ bị giết hết. Cho nên dân Ai Cập bị thần tru diệt làm điều đó, và từ đó mới ám chỉ là con chiên gánh tội trần gian, là Đức Kitô khi Ngài treo trên thập giá, Ngài đã gánh lấy tất cả tội lỗi chúng ta, giống như máu con chiên được bôi lên thành cửa để thần tru diệt không giết hại dân Do Thái, là dân tuyển chọn, là dân ưu tuyển của Thiên Chúa. Đấy. Cho nên hôm nay ngày cuối năm, chúng ta vừa nhìn lại một năm qua là thế gian không trường tồn, và trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa cũng như tạ tội vì những điều thiếu sót, thì chúng ta lại bắt gặp đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian Đức Giêsu Kitô. Ngài là đứng tha tội cho chúng ta, Ngài là đứng từ trời cao xuống trái đất này để mở ra một lối đường, để từ nay chúng ta không lạc lối, để từ nay chúng ta không bơ vơ, để từ nay chúng ta không cô đơn, mà chúng ta có Ngài đồng hành với chúng ta trong cuộc đời, để từ đó chúng ta biết đường trở về quê trời, là người cha hằng yêu thương tất cả chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm niềm tin cho chúng ta, để mỗi ngày chúng ta lại càng biết Chúa nhiều hơn, biết Chúa để yêu mến Chúa, và để đời ta được hạnh phúc tròn đầy nhiều hơn. Amen. Xin mời đứng lên. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, phải được tạo thành đồng ban đề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng sinh nữ người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, người quan phóng Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng,
Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Thôi tín kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và thông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi đã sai Con một người xuống trần để cứu độ chúng ta. Với lòng biết ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Tôi đã thấy Thánh Thần lấy hình chim bồ câu từ trời ngự xuống và đậu trên Ngài. Xin cho các vị chủ chăn trong hội thánh luôn được đầy tràn Thánh Thần của Chúa, để các ngài luôn trung thành loan truyền đức tin Kitô giáo đến cho mọi người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Xin cho các nhà lãnh đạo ở những quốc gia chưa được tự do tôn giáo biết mở lòng trước tình thương của Thiên Chúa, để người dân được nghe loan báo tin mừng cứu độ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn ý thức vai trò và sứ mạng của mình là Kitô hữu, để luôn sống làm chứng cho tin mừng cứu độ của Chúa ở trần gian này. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin thương nhận lời nguyện cầu chân thành và nâng đỡ sự yêu hèn của chúng con, giúp chúng con luôn biết đáp lại tình Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng, vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Người, Người hằng sống và hiến trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần,
Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Gia mục Emmanuel chúng con, Đức Gia mục Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con qua sự chuyển cầu của mẹ Maria, và xin Chúa ban sự bình an cho thế giới, cho các gia đình. Xin Chúa cũng nhớ đến linh hồn ông bà cha mẹ tổ tiên nội ngoại chúng con, cũng như các linh hồn Phêrô Mariana, các linh hồn mồ côi và các đặng linh hồn là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, cả Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lành Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy cầu chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống một đời. Bye.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh bởi trời. Xin ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con cùng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Như hồi nãy con nói trong thánh lễ, những ngày tới con không có ra đây được là vì ngày mùng 2 Tết là Chủ nhật con đi làm từ thiện cho một cái trại cùi ở trên Tây Nguyên, Kon Tum, Đắk Lắk. Cái trại cùi tới 300 bệnh nhân và phải có 150 phần quà. Mỗi phần quà khoảng chừng 300 ngàn. Nếu ai có lòng tốt muốn chia sẻ cho người cùi thì cứ gửi cho con xin cảm ơn. Vì con không ra được những ngày Tết cho nên con tận dụng hôm nay, con xin gửi tới cha sở hai quý dì, quý ban hành giáo, quý ông bà, anh chị em cùng như các cháu thiếu nhi lời kính chúc mừng xuân mới. Xin cho cha sở quý dì cũng như tất cả mọi người một năm mới được dồi dào sức khỏe hồn xác, được Chúa ban cho ân thánh dư tràn, và đặc biệt xin Chúa chúc lành cho các gia đình trong năm mới được thuận hòa rồi được thuận lợi trong công việc làm ăn. Cũng xin tất cả cầu nguyện cho con là người tôi tớ bất xứng, để mỗi ngày con cố gắng sống tốt hơn như lòng Chúa mong ước. Giờ đây cái lời nguyện chúc đó sẽ được cụ thể qua thánh lời, qua phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.